cây cho tươi phương. Mến chào cả nhà, ngày mới nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Sáng thì mấy bác tôi với mẹ với mấy chị thì sum họp lại thì tiếp người tay chân cả nhà. Thì mình gói bắp cải một cái nè. Dạ một bạch. Đã có kiểu gì đâu. Nữa mình dễ lấy. Dạ. Thì kêu bằng cái món này là cũng món truyền thống nè. Truyền thống là món từ xưa giờ. Cù lao là Tèo thích nhất cái món này nè cả nhà. Giống như thịt nạc còn ngán chứ cái này bỏ vô ăn ngon. Ăn không ngán. Bình thường thì nhà Nguyệt, nhà mẹ thì thờ nên đám thì hai đám cả nhà. Có đám gọi thì đặt mâm do là mẹ với anh Tèo không được khỏe. Rồi hôm nay anh Tèo đỡ đau rồi với mẹ cũng khỏe khỏe nên cũng nấu rồi nha. Hồi đó giờ chỉ mới đặt mâm có lần thôi. Dạ. Thì mẹ cũng nấu cái món cù lao này nè. Con cháu gì đó lại với lại mấy đứa con nhà thích nhất là cái món này. Cho nên hôm nay nấu món cù lao. Tuy rằng hơi phức tạp chút xíu nhưng mà nhờ con cháu đông cả nhà. Người tay chân với mấy bác xui. Mấy bác xui cũng lại cả nhà hỏi phức tạp cái gì. Nhiều thứ không công phu lắm cả nhà. Sáng này mình cũng mua đi chợ mua thêm một ít trái cây nữa để mình cúng nha. Rồi sang qua thì mình mua bông rồi. Nho. Bên đây thì để cúng bàn thờ. Đây nguyên đùm nho luôn. Nhìn đẹp ha nè. Nho nhìn đẹp ha. Đây. Trời ơi trời. Đây là cúng bàn thờ ông nội nè, ông nội bà nội với lại ba. Đùm nho quá bự cho nên mình chắc cho nó đứng cho nhìn thua. Nó đứng nha. Cũng có mua dạ, cũng đặt bánh ít thế này nha, một bọc bánh ít ha. Cái này bánh bò, ê, bánh dài lợn nè. Cái này bánh bò nướng. Bánh dài lợn, bánh bò nướng để khách. Còn bánh ít thì cho khách với cho mấy chị em, con cháu và con ăn có quà về. Đi đó mới đi về đó. Có chỗ ăn vừa vậy chị, ăn trên tay cầm quà về. Chúc ít tấm lòng của chủ nhà. Thì ở chính theo hồi nhỏ con vậy đó, mẹ đi đám về mà không có bánh mặn nhiêu mà làm gì không có không có bánh ta cũng phải cho mà thì đó là không bánh tét là cũng cho bà cù lao nữa nên đợi mẹ đi đánh dỗ về chứ nhà không thăm cương đợi phải không dạ đúng không vậy đợi về có nên mình hiểu tâm lý đi á cái là làm đám mình phải nha cái gì đó phải nhí nhí lại hồi đó mấy đứa này nhỏ nhỏ nè dạ không phải đi đám thôi nha đâu có ăn cơm. Trời, đợi về là có đồ ăn. Đợi về là ăn xào bần. Tám hồi xưa thì hay cho là cho xào bần. Này kia vậy dạ, cái gì còn thì múc chữ đó. Bây giờ cho ăn nóng hết, nóng ngồi cùi lao cho nè. Giống như mình thấy chị, để mình cho xào bần thì chị mình nấu riêng. Nấu riêng. Dạ. Thịt đó mình được. Thịt đầu riêng. Giờ mình bắt cái nồi nước sôi ha. Mình để gia vị, muối, bột ngọt, đường, phèn.
này mình để xương vô cho nó ra nước ngọt nha. Cái nồi súp này nữa mình nấu cù lao nữa nè. Để xương vô mình nấu cho nó ra nước ngọt. Đúng rồi. Đây là cũng thịt nạc ha. Mình cũng để vô luộc đặng nữa mình xắt mình để vô cù lao. Giờ mình cho dầu với mặt tỏi sấy vô ha. Mình xào cái này là nấm mè đó. Mình xào và mình để vô cái nóc cũ. Mình xào vô nữa không? Chứ mình không xào mình để vô thì ăn nó cũng giống thôi. Đây là củ cải bọ. Mình xắn nó mình cho vô luôn. Mình xào thì mình thấm gia vị, đường, bột ngọt. Xào vô cho nó hết gia vị hết, mình đổ vô cái nồi để mình ăn nó thơm mà nó ngọt hơn. Ở đây thì gia đình của Nguyễn miền Tây cũng mới vừa lại. Chào cả nhà. Đây là đậu gồng. Sáng thì tôi cũng cho bé Mén đi học nên là xuống hơi trễ, cái làm công việc cao cả lắm nè. Đặt cây đậu gồng rồi mới nhớ cái mấy cây đậu gồng nhà mình chưa có làm vàng, rau bông ở trên. Rau bông chưa làm vàng. Này thì né đậu gồng với cái này à. Rau ngò ôm. Ngò ôm tía ha. Ngò ôm tía này cả nhà. Ngò ôm tía. Tía nè. Với cải. Ngò ôm tía là màu tím, rồi ngò ôm má là màu trắng. Nói chơi thôi chứ. Thì cái này tía kia má chứ gì. Đỏ nè nên thuốc nè. Màu đỏ nên thuốc. Để chút xíu trên dãy gốc màu đỏ. Ở cái này mình dễ trồng được nè. Cái khúc này mình trồng được. Dạ đó. Nó dễ trồng lắm. Như ở trên mình có mấy cọng màu trắng hay gì. Cái này ăn lên nước nè. Cái này trước trồng bên mẹ nhấp chứ. Giờ cái bổi mình xào được phải ha. Mình đổ vô đây mình nấu. Hồi nãy cũng mình cũng có để chén lý vô mà không đúng thời giờ cả nhà coi. Cái chả này chén lý nghe cả nhà. Ăn nó giòn nó ngọt thơm ngon đó. Thì mình cho vô. Cái thịt này thì bắp giò này gia đình Tèo hôm qua thì nấu chín rồi nha cả nhà. Nó mềm. Hôm nay mình nấu lại cho nó mềm. Dạ. Cái bổi này mình xào này nó cũng chín hai phần rồi. Giờ mình xúc cho hai chén hai bắp mướp. Vô cho nó thơm. Đây là bắp cải gói nha. Để bắp cải gói vô. Mình vừa luộc mình lấy cái nước ngọt của cái chả cá luôn. Mình gửi là mình lấy nước ngọt. Ai mà có khả năng để hạ mặt rồi cho. Hương cũng mới vô cảm nhiệm sắc. Tôi chào cả nhà. Sắc cầu lòng. Bữa nay vô hơi bị trễ cả nhà. Để sáng phải hoàn thành xong mấy cái đơn gửi đi á. Vô nè. Thế cũng 5 giờ á chứ. Cái này là cái chả chín mình gói hôm qua nè cả nhà. Chín mình sắc để vô cù lao nha. Cù lao mà nếu mà không có cái chả này rồi làm với Trung Quốc nó không chịu nha. Nó thích cái món này của mẹ của Hương làm đó cả nhà. Thịt vịt mình chán ra rồi thịt ớt á mình chán rồi mình hấp á để cho cù lao ngon lắm. Bé Út với Thảo Quyền cũng thích cái món đó lắm. Thích món cù lao chả đó ha. Thích chả đó đó. Ngon. Chả đó đẹp nữa. Mình có bằng hồ kỳ á, nhiều khi cái hồ kỳ nó hơi dầu á cả nhà. Chứ nó hồ kỳ nó dai dai không ngon. Nhiều khi nó bung ra chị nó không dính được. Bung ra nó không có bám được thịt đấy. Chính rồi nó bám. Chứ nó đẹp nữa. Anh mặc với mấy cô mấy chị lặt rau một chà cái nhà nghe. Bữa nay mấy cô phụ nữ này nó mập dễ ăn hiếp á. Bữa nay vợ tôi Tèo nói bữa nay nghe nói đi xuống núi gì đó. Bữa nay hạ mập gì không biết.
với Nguyễn vợ của Nguyễn miền Tây nè, rồi hai chiến miền Tây nữa. Trời ơi. À, dí bữa nay dí anh mập cơ à. Chỉ dụ anh mập coi cái không nổi đâu. Ai không nổi. Có phải tôi nói quậy không, mập quá đi kìa. Tại ai cũng đi làm mập hết trơn. Mấy chị em xuống nhà tiếp anh mập ở cả nhà. Rồi Tú Trinh bữa nay sao? Anh mập chắc Tú Trinh đây số rồi mà. Dạ. Đây số. Mập mới nói là mấy em á muốn giết con mập thì lặn một cây số nổi lên rồi hả, giết mập lại. Ghê thiệt chứ. Bữa nay mấy anh em xuống lại đòi giết mập là đó là cái động lực cho mập tới nay. Em bữa nay đi dẫn bà và chồng đi mổ mắt thì anh nói mà tiếp khách cho tự tèo. Úc Tường cũng mới xuống. Xuống bà chạy dừa luôn. Giờ mình cho nước dừa vô nồi súp hả cả nhà. Dừa nặng ngon quá trời ngon. Dừa nào cả nhà? Cái vậy? Nước chảy hết luôn biết. Hết đi. Rồi cái này bỏ ủ ha. Đó bà, nào thì bỏ vô tủ lạnh đó vậy. Cái đứa nào ăn gì để mai đem lại. Để sáng có phải chút mày cháy. Khỏi ăn nó không, hổng nào ăn hết. Cái này nào để cũng lạnh. Ủa, có thấy nè. Mọi người đang chơi. Tốt nghiệp cũng mới xuống. Cái cây mua nha. Thì đi cắt ổi. Rồi ốc liễu thì ở nhà cà phê cà pháo cho nó ăn thợ xong chui rồi. Rồi cơm nước để nhà cho Tổng Huy và Nguyễn Xuyến. Giao cho thợ rồi đấy ha. Bữa nay Tổng Huy cũng ở nhà rước Thái Nguyên. Rồi kiểu ở nhà coi mấy anh thợ có cần gì á. Để lấy cho mấy ảnh. Cái này mình ăn món gì ngày mà đậu phộng ngon dữ vậy ta? Cái này qua nghe chị né bò. Né thịt bò. Đậu gồng giấc chuông là để mình làm bò né nữa nha. Bữa nay mình không có ăn hôm qua. Giờ cái nồi cũng được ha, mình để cái này là hộ kim chiên nha cả nhà. Mình để vô cho nó ăn nó giòn, nó ngon. Cái này mình để vô nó thấm cái nước nấu nha. Ăn rất là ngon. Mình nấu khủng nữa, có cái hột kim chiên này nữa mới ngon. Đó là củ hành. Mình để củ hành vô luôn. Cái này thì chim xào thịt bò. Thịt bò để cho nhà tôi Tèo cúng ông bà. Mẹ ớt chuông. Này nãy Nguyệt kêu chị xào ba dĩa quá hả Tèo? À, ba mâm ba dĩa chị. Xào với đậu gọng. Hồi chị ngạo gần chín thì nó bỏ ra ngồi ôm vô. Thịt bò này chắc người ta sắc luôn phải không? Hôm qua sắc rồi. Dạ hả em? Sao chị nói sắc khéo vậy? Hôm qua mua về rồi làm trước nó, không? Mẹ với mấy bác xui á, sắc làm trước ốp sẵn. Dạ, bãi sắc khéo quá chị, nhưng mà mỏng mỏng. Sao bữa nay làm không kịp? Không phải là tiện mà thịt bò phải sắc mỏng như này nó mới mềm. Dạ. Cái dày của nó cứng. Này Hương cũng ớt bắp cải cả nhà, ớt mà mình lo hồi lắm. Cái này là khu mực nè, mình nướng rồi mình cũng xé nhỏ ra. Mình cụ lao là không có thiếu cái khu mực này, nếu không thiếu khu mực là cái nước cụ lao nó không có thơm. Này là tôm khô. Tôm khô mình cũng ngâm qua nước sôi á cho nó liền. Này là tỏi phi nè. Mình trộn lên. Cái nước súp thì mình cũng có nêm nếm rồi cả nhà, nhưng mà cái này thì mình cũng phải ướp miếng gia vị vô cho nó thấm vô này nữa. Chứ nếu mà không ướp á này nó không ngon, với lại ngồi cái nước nó lại. Này hồi nữa mình lót cù mình còn để thêm mấy cái hỗn hợp khác nữa. Nấm gơm rồi bông cải rồi nước tiết nữa. Da heo. Bây giờ đậu gồng nó cũng được rồi ha. Mình bỏ ra ngồi ôm vô. Nó bởi vì nãy tôi trời nó gồm ôm tía rồi ôm má đó. Ôm má. Chị cũng tưởng thiệt, hỏi ủa gồm ôm má là màu trắng hả?
giờ mơ tỏi cũng được, mình bỏ xả vô. Cái này thì mẹ tài làm là mắm nêm, mắm nêm chấm bò, chấm bò nén. Này là xốm. Ở đây là bắp giò nấu củng nha cả nhà, mình nấu trước á cũng mềm mình nè, mình nấu luôn á mình dễ dẻ nha, mềm ăn mới được. Mình cũng múc ra để bắt mâm mình dọn mình cúng trước. Để bỏ vô thêm trái lý, nó chìm dưới mà không bỏ trái lý cũng chìm dưới à. Thêm hồ tiêu mình chiên nè, để vô đây thấm nó ngon lắm cả nhà. Mình rắc thêm ít ngò gí nữa nha. Rồi xong rồi anh hai thì đi ruộng mới vô, bây giờ chuẩn bị dọn nha cả nhà. Yeah, trước tiên gia đình Tèo chị dọn ba mâm thì cúng xong mình dọn ra dùng luôn đó nha. Gia đình thì cũng đã chuẩn bị xong hết những món nè cả nhà, giờ chuẩn bị đem lên cúng ha. Cho chị chai nước mắm Nguyễn, cho nước mắm ngon Nguyễn, cho nước ốm nhé Nguyễn. Cho nó lên cái này mình đâu có cúng không? Không, cái này em xào rồi nè, cái này cái đầu xào anh ba. Cái này cứng nền chín. Cái này mình chưa để dạ. Đổ nước vô mới bừng được. Để nước thì có là cao thể luôn. Cao thể bằng đá nè, phải để hai cái đó. Dạ, lên mâm. Ba ba dĩa này không đi. Đình Tèo thì đám giỗ thì thường cúng ba mâm nha cả nhà. Bàn thờ mâm ở đây một mâm và ở ngoài phía ngoài sân ngoài cửa. Nay có chương trình hát với nhau luôn cả nhà. Cả nhà đón xem nha. Bữa nay là cho cặp song ca hết á, cặp Hương Cù Lao song ca nè, cặp Út Liễu song ca nè, cặp Nguyễn Hồng Tây song ca nè, cặp Tú Chinh luôn, cặp Hai Chiến luôn. Có giá đặc biệt và giờ bí mật. Không lẽ tôi nhảy hai có một con càng vậy. Thank you.
rồi sau khi cúng thì bây giờ dọn ra chuẩn bị. Cái tim mình dọn hai mâm nha. Cái đó mâm phía này nha. Cái nào? Cái này gì? Lao hả? Không, cái món này mình ăn trước đi. Cái này cái tôi bò né. Nào ốc liệu. Cái này là truyền thống mình dọn. Cái món truyền thống này mình dọn hết ra luôn đó nha. Để cái gà đi cái gọn. Rồi bây giờ đám giỗ thì gia đình Tèo cũng đã chuẩn bị xong, các bạn ở nhà dùng đám giỗ cùng gia đình Tèo nha. Lúc này bầm là đi làm lắm không luôn luôn với nhau. Có đem qua dưới bằng ga nóng bia này tiếp anh ba cho ba xịn cái. Mẹ con cho đây chung cố, chung xuống cố. Cái này mầm. Rồi chín chưa? Cái nào có trúng lâu vậy này tôi nó vô đi. Đấy, vô. Cái nóc ra được. Vô mình vô cái này. Đây chị Năm ơi. Vô bắt đầu. 1 2 3 vô. Rồi, mời cái nhà tôi đi bia luôn. Nó giấu nổi. Bây giờ vô quên mời cái nhà nha. Mời cả nhà nha. Ngon hay. Này. Thì ăn từ từ đi, đổ nước của ba đi, tôm gì lên nè. Tháng nữa là gán lắm đấy, tháng đó. Leo xuống. Ông con xuống nữa. Đi lấy đồ quá trời. Sáng thì trèo lo dịch gà rồi xong xuống rồi nha. Ngồi luôn Tú ơi. Cái này thì mới ngon nè. Ủa bên này chưa có dĩa cơm á. Chưa có dĩa cơm. Ông phía này một mầm đó nha. Dưới đây thấy ngon nè. Nãy giờ có cô kia hỏi người đi đâu mà nãy giờ không thấy rồi. Đi hẳn mặn bà chú mua đòn tay để về lập cái trời cái gì mới về tới luôn. Bữa nay ăn bánh dỗ với gia đình mẹ nha. Mời cái nhà bánh gì vậy? Nấu củng phải không? Nấu củng. À nấu củng. Giang Trương cũng về cả nhà. Giang Trương cũng mới về. Giang Trương về luôn rồi. Nhà luôn nha. Giang Trương. Giang Trương mới về nước. Biết cả nhà nha, đám giỗ nhà mẹ với anh em. Mình ngồi đây chút xíu nữa thì anh Tú Trinh với anh Tú Tài cũng ngồi đây cả nhà.
hồi đó đi đám á, lòng mình tựa mấy trái đen con mở không? Không mở hả? Anh Tú đổ mạnh vô đây đi. Quế ơi, Quế ngồi luôn đi. Có gì chinh nha, ngồi đi trời. Anh Tú ngồi đi, anh Tú ngồi đi. Ngồi rồi. Rồi Út Cường đó. bữa nay nhất quyết hay đâm chết anh mới chịu rồi. Anh chịu không thoát em đâu. Anh Tú cũng ngồi cả nhà cùng ở chung với đại gia đình anh Tèo. Rồi xuống rồi. Chỉ chờ cho căn dưỡng có chồng nha. Đây, nè. Mà đi. 1, 2, 3, vô. Mời cả nhà. Ủa sao ly ly quệ không có nước? Ly em ly lủng rồi. Vậy để anh đổi ly khác. Đợi chị Tú chân ra mới được. Dạ. Yeah. Và bây giờ Tèo xin phép mời cả nhà, mời đại gia đình một ly. Rồi xin phép mời đại gia đình mình ly đi. Đây luôn rồi chú hả? Nè một, 1, 2, 3 luôn nha. Cả nhà uống nước ngọt. Nè, 1, 2, 3, vô. Rồi để mời cả nhà nha. Đỏ khác quá nè. Bỏ đâu rồi? Xe. Họ bảy đi không bỏ luôn. Không sợ đâu. Đánh cái giờ đâu đánh cái đâu. Mà bây giờ nói chuyện điện thoại phải không? Mà nói chuyện điện thoại mà thấy hình đó không? Không chúng chiếc xe chúng 10.000 anh nha. Chúng rồi nha, chúng rồi nè. Bia này thì hiện tại đang có chương trình khuyến mãi trúng thưởng. Dưới đây sao mà không nghe ai ra vô chi vậy? Chị Hai, chị Trang. Vô, 1, 2, 3, vô. Vô yên ta này chứ. Có ai kia đi. Mới mở mở xuống là ngủ Út Liễu rồi lên chầu là. Nếu mà lên chầu là nói là lên tránh chơi. Nó đâu chịu, nó lên phải nhậu mới được. Nói lời lên thì chỉ lên buổi chiều nghe đã muốn rồi là muốn luôn đó. Lên cho hay, lên cho hay mà trước vài ngày đang sắp xếp chuẩn bị thời gian mùng mền rồi văn sẵn. mới rồi em rửa sữa cho mấy anh. Mới có thành viên mới nè, đếm đây. 1, 2, 3, vô. Có ký ra làm gì nó là bị yếu à. Yếu à, thật dư à. Có ký ra là nó đều rồi. Thắng vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Vô đây. Vô. Vô. Hai anh xui mà anh nước vàng, anh nước đen. Cha đi hình như tái khám hay gì mà mày? Cha tái khám phải không? Tái khám thôi. Cha vợ tao thì đi tái khám á. Tới cái ngày hàng tái khám. Ta nói thằng vàng đen ư nghịch mà đó phải thằng vàng đen này thằng số 3 là đồ tái rồi có 8 chấm rồi có 8 chấm từ quả là giảm mất có 4 chấm rồi cái áo còn nữa tôi 8 chấm bắt chính thì bà thì giảm mất đợi con Phong nó đem về con quấn hai lon
Không ơi, cái lợi mà 1, 2, 3, vô 1, 2, 3, vô. Bữa nay là uống Út Cường cũng gán uống là cho chị Trinh là không về nè. Rồi chứ em đang ngủ đây, ngủ đây. Đây là lý do là sao mà Tú sẽ đến trễ vậy cô chú anh chị, cho dịch gà sẵn hết thì hôm nay đèo chắc bỏ vô vô động hết luôn á. Quá. Quay đâu có làm gì đâu, Út Cường chỉ anh chị nói sao mà bữa nay vui lắm sao anh rồi ngủ nhà. Thấy gì chứ? Nè, cầm máy quay á cho chút xíu là vô mình thằng cộng cho nha. Tỉnh. Không ngủ nghe. Nóng luôn. Cái món này nè. Nhìn dễ là đem ra còn hai cái cục xương. Còn cái da. Ăn tái hả? Còn ăn tái được mà. Đó với con. Dạ chín quá, chín quá dễ. Kêu vô đây luôn. Rồi. Rồi chào mừng thành viên mới đi. 1, 2, 3, vô. Thì con cháu thì gì đó cả nhà. Nhớ ngày thì tự lợi à. Thì sáng thì nói chung mà mấy anh em cũng có công việc á. Đi làm vô thì lợi, lay gai hoài vậy đó. Bảy mười tự nhiên nha. Làm tự nhiên đi. Mặt này chuẩn bị lên món mới. Vậy như anh Thượng á, cái hàng bên trước của bé gần 100 con ở trước cho con ta chạy. Ông thả cắt một cỡ một bánh đi. Anh đang nghiêm thở vô chơi. Quà tới. Để chúc Nguyễn rồi bác nhóc cho nó. Đi đám cả vậy đó. Đăng đăng là ông thả thế.
Gia đình của Nguyệt cũng muốn chia sẻ cả nhà ngày kỷ niệm của ông nội, thì anh em cũng xin họp với nhau cũng dùng bữa xong, thì video cũng đã dài. Nguyệt xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay, thì Nguyệt xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau nha. Nguyệt chào cả nhà.